ngày 23 tháng 12, luật sư của bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, cho biết ông Hưng vừa có đơn gửi tòa án xin nhận tội, đồng thời tác động nhờ người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với đó, bị cáo Hoàng Văn Hưng có đơn xin được xét xử vắng mặt. Đây là diễn biến bất ngờ trước khi Tòa án Nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và các bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu vào ngày 25 tháng 12 tới. Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng có đơn kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hưng bị tuyên phạt mức án chung thân. Suốt quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu, Hoàng Văn Hưng luôn khai không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc. Tại tòa, Hoàng Văn Hưng nhiều lần đề nghị cơ quan tố tụng đưa ra chứng cứ chứng minh bị cáo nhận tiền từ cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội để chạy án cho Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh. Thậm chí, khi nói lời sau cùng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng còn trình bày hy sinh cả mạng sống để kêu oan. Ở chiều ngược lại, cả Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử đều cho rằng Hoàng Văn Hưng không thành khẩn, quanh co, gian dối nên không có đủ cơ sở xác định về tính chính xác của các lời khai của bị cáo này. Việc khẳng định bị cáo Hoàng Văn Hưng không bị oan, tòa dựa vào các chứng cứ, lời khai người liên quan. Dữ liệu camera an ninh quay lại cảnh Hưng nhận cặp da và các dữ liệu khác để thấy rằng hành vi của cựu điều tra viên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Theo bản án, Hưng phạm tội rất nghiêm trọng khi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội hai lần trở lên. Bị cáo còn lợi dụng vị trí công tác để lừa cho bị hại tin tưởng giao tiền. Do đó, bản án sơ thẩm kết luận Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD và khẳng định Hoàng Văn Hưng không bị oan.